Kẻ gian lợi dụng điểm yếu từ quyền trợ năng accessibility của hệ điều hành Android chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng của người dùng. Theo một số các ngân hàng, hình thức lừa đảo này đang nở rộ ở nhiều thành phố lớn. Cụ thể, kẻ gian giả danh cán bộ cơ quan thuế, dịch vụ công để đe dọa, thúc ép người dùng tải và cài đặt phần mềm độc hại. Tiếp đó lợi dụng điểm yếu từ quyền trợ năng accessibility của hệ điều hành Android, chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, ăn cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Để tránh gặp rủi ro, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần tắt ngay quyền trợ năng đã mở cho các ứng dụng rủi ro trước khi thực hiện giao dịch tài chính trên thiết bị di động.